mọi người. Ở video hôm nay, kênh Sức Khỏe Thảo Dược Thanh Bình sẽ giới thiệu về vị thuốc quý Hương Phụ. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh của Thanh Bình ở bên dưới màn hình để xem thêm những vị thuốc bổ ích cho sức khỏe nhé. Là một trong những loại cỏ phải tốn nhiều công sức tiêu diệt nhưng vẫn sinh trưởng mạnh mẽ, Hương Phụ chính là cỏ gấu và cũng là một thảo dược quý có nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe, nhất là đối tượng phụ nữ. Theo nghiên cứu, Hương Phụ có vị đắng nhưng hơi ngọt, tinh bình, được áp dụng trong các bài thuốc nhằm điều hòa khí huyết. Cụ thể, Hương Phụ giúp điều hòa kinh nguyệt, rất tốt cho nữ giới bị bế kinh, rối loạn kinh nguyệt, giảm đau bụng kinh, người mệt mỏi, ớn trong kỳ nguyệt sang. Hương Phụ hỗ trợ điều trị viêm đau tử cung, có tác dụng giảm đau ngực sườn, đau dạ dày và ăn uống kém. Cách sử dụng Hương Phụ hiệu quả. Bài thuốc trị đau bụng kinh, kinh không đều. Hương Phụ 20g, ít mẫu 15g, nhân trần 15g, ngã diệp 10g. Tất cả đem nấu cùng 600ml nước, đun sôi nhỏ lửa đến khi còn khoảng 200ml nước thì lọc nước chia làm 2 lần uống hết trong ngày. Bài thuốc trị đau dạ dày, chướng bụng. Xài hồn 12g, rau má 12g, thanh bì 8g, hương phụ 6g, chỉ sát 6g. Đem tất cả sắc lấy nước, uống trước khi ăn, chia nước sắc ngày 3 lần. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm các cách sử dụng của hương phụ và một số thảo dược khác tốt cho sức khỏe tại website của Thảo Dược Thanh Bình. Thảo Dược Thanh Bình tự hào là địa chỉ bán hương phụ tại thành phố Hồ Chí Minh uy tín, chất lượng, là đơn vị chuyên cung cấp thảo dược sạch, luôn được khách hàng tin cậy. Hãy liên hệ ngay hotline của công ty để được tư vấn miễn phí, nhận ưu đãi và mang lại cho người thân của bạn những sản phẩm tốt nhất. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hãy like và nhấn đăng ký ngay bên dưới màn hình nhé.